Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Giải pháp phát triển thủy sản nước ngọt ở Ninh Bình. Nhiều học sinh trường tiểu học Nguyên Hòa, huyện Phù Cử, tỉnh Hưng Yên nhặt được của rơi, trả người đánh mất. Huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm tại bếp ăn các trường mầm non. Tỉnh Hải Dương, sự kiên quyết của chính quyền địa phương góp phần xử lý dứt điểm vi phạm công trình đê điều. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhiều hộ dân khởi nghiệp thành công từ mô hình nuôi ếch, tiêu biểu là trang trại của ông Đặng Văn Hậu ở khu phố Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên cho thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Năm 2012, sau khi được tham gia nhiều lớp tập huấn kỹ thuật của Sở Khoa học và Công nghệ, ông Hậu đã mạnh dạn đầu tư chuồng trại nuôi ếch Thái Lan với quy mô 1,5 mẫu. Ông nuôi 200 cặp ếch sinh sản và 8.000 con ếch thương phẩm. Ếch nuôi 3 tháng khi đạt trọng lượng từ 2 đến 3 lạng được xuất bán với giá 50.000 đồng một kg. Ếch giống nuôi trong khoảng 1 tháng, giá bán từ 1.200 đến 1.800 đồng một con. Trung bình mỗi năm, ông cung cấp ra thị trường 2 vạn ếch giống và 10 tấn ếch thương phẩm. Nhờ có thị trường tiêu thụ ổn định, nên mỗi năm trừ chi phí ông thu lãi khoảng 200 triệu đồng. Trong năm 2019, mặc dù diện tích nuôi trồng thủy sản nước ngọt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tăng không nhiều về diện tích, song do các địa phương thực hiện tốt công tác quy hoạch, chuyển đổi diện tích sản xuất lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản, khuyến khích các hộ phát triển nuôi trồng quy mô lớn, áp dụng các biện pháp nuôi sinh học, nên sản lượng và giá trị thủy sản có bước tăng mạnh so với năm 2018. Diện tích nuôi trồng thủy sản nước ngọt trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 8.000 ha, sản lượng đầu năm đến nay đạt 15.000 tấn, tăng 2.000 tấn so với cùng kỳ năm 2018, giá trị đạt khoảng 400 tỷ đồng. Bên cạnh diện tích nuôi trồng thủy sản nước ngọt quy mô lớn theo hướng công nghiệp, hiện toàn tỉnh có 3.500 ha phát triển theo mô hình một vụ lúa, một vụ cá. Trung bình mỗi ha nuôi trồng theo hướng này cho thu nhập từ 120 đến 150 triệu đồng một năm. Lợi thế cho phát triển nuôi thủy sản nước ngọt còn rất lớn. Ngành nông nghiệp và các địa phương đang triển khai các giải pháp hiệu quả để hỗ trợ và khuyến khích đầu tư sản xuất giống thủy sản nước ngọt nhằm tạo sự chủ động cho việc nuôi thương phẩm. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao nhằm tăng năng suất, tạo ra lượng hàng hóa lớn, an toàn thực phẩm. Tích cực hỗ trợ xây dựng các chuỗi, vùng liên kết trong sản xuất và tiêu thụ, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm thủy sản trong tỉnh. Với việc phát triển chăn nuôi gà siêu trứng theo tiêu chuẩn Việt Gáp, mô hình nuôi gà thịt gà đẻ trứng của gia đình anh Nguyễn Văn Công ở xã Hải Xuân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đã cho hiệu quả kinh tế cao. Anh Công cũng là một trong 63 gương mặt nhà nông tiêu biểu toàn quốc được bình chọn và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2019 trong thời gian tới. Thăm trang trại của anh Nguyễn Văn Công mới thấy nuôi gà theo tiêu chuẩn Việt Gáp đòi hỏi người chăn nuôi phải đảm bảo nghiêm ngặt theo đúng quy trình. Toàn bộ hệ thống chăn nuôi của gia đình anh được đầu tư xây dựng khép kín, nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm chuồng nuôi được điều khiển tự động và điều chỉnh phù hợp theo từng giai đoạn sinh trưởng của đàn gà. Gà nuôi lấy trứng được kiểm soát chặt chẽ từ con giống cho đến phương pháp nuôi. Trong quá trình nuôi, đàn gà sẽ được theo dõi hàng ngày. Người lao động làm việc trong trang trại luôn tuân thủ nghiêm ngặt các kỹ thuật như tiêm phòng, vệ sinh chuồng trại. Năm 2013, anh Nguyễn Văn Công tiếp tục đầu tư mở rộng xây dựng thêm một trang trại nuôi gà siêu trứng khép kín với quy mô 5.000 con, nâng tổng số đàn gà đẻ lên 15.000 con. Năm 2014, anh đầu tư xây mới một trại chăn nuôi gà trắng với quy mô 10.000 con, nâng tổng đàn gà đẻ lên 25.000 con. Đến nay, trang trại của anh đã có khoảng 30.000 gà siêu trứng, trung bình mỗi ngày cung cấp ra thị trường hàng chục nghìn quả trứng. Ngoài ra, mỗi năm trang trại của anh còn xuất ra thị trường hàng chục tấn gà thịt sau khi thôi đẻ, tổng lợi nhuận của trang trại trung bình một năm đem về tiền tỷ cho gia đình. Với những nỗ lực của mình, anh Nguyễn Văn Công là một trong 63 gương mặt nhà nông tiêu biểu trên toàn quốc được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam bình chọn và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc 2019, dự kiến tổ chức vào tháng 10 năm 2019. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này đang là cao điểm của dịch sốt xuất huyết. Số người mắc sốt xuất huyết ở tỉnh ta có chiều hướng tăng lên, tập trung nhiều tại thành phố Hưng Yên và huyện Khoái Châu.
Việc làm cần thiết hiện nay là nâng cao ý thức phòng bệnh của người dân và sự quyết liệt của các cấp chính quyền, ngành y tế trong phòng chống dịch bệnh, không để dịch bệnh lây lan rộng. Từ đầu tháng 8 tới nay, Trung tâm Y tế huyện Khoai Châu đã tiếp nhận theo dõi điều trị sốt xuất huyết cho 51 ca bệnh, 9 ca phải chuyển tuyến. Số người mắc bệnh tập trung nhiều ở hai xã là Đại Tập và Bình Kiều. Phần lớn các bệnh nhân mắc bệnh đều có triệu chứng sốt kèm theo đau buốt đầu, chóng mặt. Đầu em cảm thấy nó đau, còn thấy lúc ấy em lại tưởng là trúng gió. Nên là bắt đầu mới bảo anh em mang bạc xuống để cạo gió xong thì người nhẹ đi, nhưng mà bắt đầu lủi hết ban này lên. Để phòng bệnh sốt xuất huyết, các địa phương và ngành chức năng của huyện Khoai Châu hiện cũng đã triển khai nhiều giải pháp tổng vệ sinh môi trường, phun hóa chất diệt muỗi. Xã Bình Kiều có 19 ca theo dõi điều trị sốt xuất huyết, tập trung ở đội 9 và 10, thôn Ninh Vũ. Theo cơ quan chuyên môn, việc phun thuốc diệt muỗi tại đây là rất cần thiết. Hiện Trung tâm Y tế huyện Khoai Châu cũng đã cấp thuốc diệt muỗi cho trạm y tế xã Bình Kiều. Tuy nhiên số lượng này chỉ đủ để phun tại những gia đình có người phải theo dõi sốt xuất huyết để khoanh vùng phun thuốc diệt muỗi tại thôn Ninh Vũ. Ủy ban nhân dân xã Bình Kiều vẫn chưa làm được. Cũng xuất phát từ cái kinh phí cho nên là chúng tôi nhưng mà cũng giao cho bên chuyên môn rồi nhưng mà trong đó chưa chuẩn bị được kinh phí cho nên là khi có thuốc về chúng tôi sẽ phun. Tại thành phố Hưng Yên có 42 ca mắc sốt xuất huyết, tập trung tại 3 xã là Hồng Nam, Bảo Khê và Liên Phương. Có những gia đình có từ 2 người cùng mắc bệnh, Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên đã phối hợp với chính quyền các địa phương tổng vệ sinh môi trường, phun hóa chất diệt muỗi tại các gia đình có người mắc sốt xuất huyết và khu vực xung quanh bán kính 200 m. Thứ nhất là phải vệ sinh môi trường sạch sẽ. Thứ hai là ngủ màn. Cả trưa lẫn tối bệnh sốt xuất truyền qua muỗi thì nó đốt từ lúc chập tối 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Và buổi sáng từ 5 giờ sáng đến 7 giờ sáng thì những vị trí, những cái điểm này rất là dễ mắc bệnh, cho nên người dân đặc biệt là phải nằm màn. Cơ bản nhất là khi có cái dấu hiệu về sốt xuất huyết thì đến báo ngay cơ sở y tế. Thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 107 ca mắc sốt xuất huyết điều trị tại các bệnh viện tuyến trung ương và các địa phương khác là 47 ca. Số ca điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh là 67 ca. Vì vậy, việc phòng bệnh, tổng vệ sinh môi trường và phun thuốc diệt trừ muỗi vằn là việc làm cần thiết hiện nay để ngăn chặn dịch bệnh bùng phát, lây lan ra cộng đồng. Cùng với đó, người dân cũng cần nâng cao ý thức phòng bệnh bằng cách ngủ màn, vệ sinh môi trường sạch sẽ, diệt muỗi, loang quang, bọ gậy. Huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định vừa được tiếp nhận 3 thư viện từ dự án Cảm ơn Thư viện nhỏ do Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Hàn Quốc hỗ trợ. 3 trường của huyện Trực Ninh được tiếp nhận thư viện từ dự án Cảm ơn Thư viện nhỏ là trường Trung học cơ sở Đào Sư Tích, Trung học cơ sở Trực Nội, Trung học cơ sở Trực Hưng. Theo đó, các trường được tiếp nhận hàng trăm cuốn sách do dự án hỗ trợ, bao gồm sách bắt buộc do Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam tham vấn và các tác phẩm văn học Hàn Quốc được dịch sang tiếng Việt. Bên cạnh đó, còn có các tài liệu đa dạng khác giúp các em tiếp xúc với văn hóa Hàn Quốc như K-pop, phim truyền hình, phim điện ảnh Hàn Quốc, loạt hình. Ngoài ra, theo kế hoạch, để mở rộng không gian văn hóa cộng đồng, sau này các thư viện cũng được dự án Cảm ơn Thư viện nhỏ hỗ trợ lắp đặt hệ thống máy tính, màn hình và máy chiếu, đáp ứng nhu cầu đọc sách và học tập tại thư viện của học sinh. Thưa quý vị và các bạn, ở trường tiểu học Nguyên Hòa, huyện Phù Cử, tỉnh Hưng Yên, việc các em học sinh nhặt được của rơi trả lại người đánh mất đã trở thành một phong trào đẹp của nhà trường. Gần đây nhất vào buổi chào cờ ngày 16 tháng 9, có 3 em học sinh đã được tuyên dương trước toàn trường. Cụ thể là em Phan Thành Nghĩa, lớp 5B, nhặt được một cặp sách, bên trong có sách vở và 1 triệu đồng. Em Trần Mạnh Quân, lớp 4B, nhặt được 500.000 đồng. Và em Đào Trọng Hiếu, lớp 4B, nhặt được một chiếc đồng hồ điện tử. Ngay sau khi nhặt được số tiền và vật dụng này, các em đã nộp cho giáo viên chủ nhiệm và ban giám hiệu nhà trường để tìm cách trả lại chủ nhân. Tại vì số tiền to quá cho nên em mới trả lại người đánh mất ạ. Bởi vì nếu mà bạn em mất số tiền 1 triệu thì bạn rất buồn ạ. Cái đồng hồ này rất là đẹp nên em cũng rất là thích. Nếu em không mang lên ban giám hiệu nhà trường thì bạn bị mất sẽ rất là buồn. Và em nhớ đến ngay này cô giáo nói là nhặt được ở rơi thì phải trả lại người mất. Trước đó, vào buổi chào cờ đầu tuần thứ 2 của tháng 9, nhà trường cũng đã tuyên dương em Phạm Tiến Đức, lớp 5A, nhặt được 100.000 đồng, em Đinh Thị Hương Trang, lớp 4B, nhặt được bút máy, em Vũ Việt Anh, nhặt được mũ đã trả lại cho chủ nhân. Tính riêng trong 2 năm gần đây, đã có hàng chục lượt học sinh nhặt được của rơi trả lại cho người mất. Nhà trường chúng tôi thì với quan điểm là tiên học lễ, hậu học văn,
thì chúng tôi là rất là chú trọng đến cái việc mà giáo dục đức tính, phẩm chất cho các em phát triển toàn diện nhân cách. Các bạn đã theo gương nhau và đã đều mang đến nộp cho các thầy cô để tìm trả lại người mất. Thế và vào các cái buổi chào cờ đầu tuần thứ hai ấy, thì nhà trường chúng tôi đều tuyên dương, khen ngợi các em và tặng cho các em những cái phần quà. Mặc dù nó không giá trị về tiền bạc, nhưng mà nó mang cái tính chất tinh thần động viên các em, cho nên các em đã cùng nhau làm gương và đã thực hiện rất tốt cái việc mà thể hiện cái tính cách thật thà của mình. Việc kịp thời động viên, khuyến khích khi các em học sinh có những hành động đẹp đã giúp lan tỏa những suy nghĩ tích cực đến học sinh toàn trường, gieo mầm những việc tốt cho toàn xã hội. Sau khi tổng kết mô hình kiểm soát an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể của các trường mầm non trên địa bàn thành phố Phủ Lý, ngành y tế Hà Nam đã triển khai nhân rộng áp dụng mô hình trên địa bàn huyện Duy Tiên và huyện Lý Nhân của tỉnh Hà Nam. Tại huyện Lý Nhân, sau một tháng triển khai, 100% các trường mầm non trên địa bàn đã xây dựng được mô hình bếp ăn một chiều, đảm bảo về diện tích, tuân thủ quy trình chế biến thực phẩm, đảm bảo vệ sinh từ khâu tiếp nhận, bảo quản đến chế biến thực phẩm, không để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo vi khuẩn trong các loại thực phẩm trước và sau khi chế biến. Mô hình kiểm soát an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tại các trường mầm non trên địa bàn huyện Lý Nhân có mục tiêu là 100% bếp ăn được điều tra thực trạng, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, 100% người quản lý, người trực tiếp chế biến thực phẩm được tiếp cận, tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện các quy trình, các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm, được đánh giá sự thay đổi kiến thức, thái độ và thực hành về các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm, phấn đấu không để xảy ra ngộ độc thực phẩm. Mô hình được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao nhận thức của các nhà trường, chủ động phòng ngừa nguy cơ ô nhiễm thực phẩm, chống ngộ độc thực phẩm, góp phần nâng cao công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe học sinh. Thực hiện mô hình này, đầu năm học, Ủy ban Nhân dân huyện Lý Nhân đã đầu tư cho tất cả các trường mầm non máy sấy bát đĩa, tủ cơm điện, chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh tập huấn cho 100% cán bộ quản lý, nhân viên nhà bếp về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Các nhà trường tăng cường kiểm soát chất lượng thực phẩm đầu vào, đảm bảo rõ nguồn gốc và phải được ký hợp đồng với bên cung cấp, kiên quyết không sử dụng các loại thực phẩm trôi nổi ngoài thị trường. Đối với phòng giáo dục thì đã phối hợp với Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm. Ngoài cái việc tập huấn ra thì chúng tôi đã đến 100% các bếp ăn tập thể của các trường mầm non trên địa bàn huyện kiểm tra về các điều kiện để thực hiện cái mô hình điểm, như là ví dụ như là cái khu chế biến có đảm bảo an toàn không, các cái vật dụng chứa thức ăn của các cháu và kể cả các cái điều kiện như là cái lắp mảnh chắn côn trùng này, rồi là các cái điều kiện khác. Việc triển khai mô hình kiểm soát an toàn thực phẩm trong bếp ăn tập thể trường mầm non là thực sự cần thiết nhằm giúp trẻ có những bữa ăn an toàn, chất lượng. Tuy nhiên, để kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm chặt chẽ hơn nữa, bên cạnh việc quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, tuân thủ quy trình chế biến thực phẩm, ngành chức năng cần tăng cường kiểm tra, quản lý chất lượng thực phẩm đầu vào tại các nhà trường. Và quan trọng nhất vẫn là ý thức trách nhiệm của ban giám hiệu, từng nhân viên nấu ăn nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn trong các bữa ăn của học sinh, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn cho trẻ. Nhằm góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, đồng thời đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới, những năm qua, hệ thống cơ sở vật chất văn hóa ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã được quan tâm đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp. Bằng nhiều nguồn vốn, các địa phương đã xây mới, nâng cấp các nhà văn hóa xã, công trình thể thao, sân vận động xã, nhà văn hóa, khu thể thao thôn. Đến nay, toàn tỉnh có 113 trên 118 xã có nhà văn hóa xã. Tất cả các xã có khu thể thao, 1.239 thôn có nhà văn hóa, nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao, phục vụ cộng đồng. Hầu hết các nhà văn hóa, trung tâm thể thao được đầu tư đầy đủ các thiết chế, thiết bị tập luyện thể dục thể thao đa dạng cho cả người già và trẻ em, thực sự là nơi sinh hoạt tập trung của nhân dân. Hệ thống thiết chế văn hóa được quản lý khai thác sử dụng khá hợp lý, đúng mục đích, góp phần nâng cao sức khỏe tinh thần cho người dân nông thôn. Theo kết quả tự đánh giá của các địa phương, toàn tỉnh có 98 xã đạt chuẩn tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, tăng 48 xã so với năm 2015.
Xây dựng văn hóa trong nông thôn mới chính là kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc trong cuộc sống hiện đại. Mặc dù người dân vẫn được coi là chủ thể của văn hóa, nhưng cơ hội phát triển của văn hóa nông thôn còn phụ thuộc vào sự quan tâm của cấp ủy và chính quyền các địa phương. Vì vậy, mục tiêu xây dựng nông thôn mới không chỉ nhằm đưa đời sống văn hóa ở một số làng quê phát triển nên một bước mới, mà còn cần được tự định hướng để tránh những tác động tiêu cực vẫn diễn ra lâu nay. Ở huyện Hải Hậu, một thành tựu khác ngoài việc tạo dựng cơ sở hạ tầng của chương trình xây dựng nông thôn mới là các cấp ủy đảng và chính quyền các xã thị trấn đã góp phần để người dân nhận thức rõ việc xây dựng đời sống văn hóa là công việc của chính mình. Đó cũng là cách chủ động giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa trong đời sống hôm nay, nhất là với các thế hệ kế tiếp trong quá trình hội nhập đang phải đón nhận không ít luồng văn hóa ngoại lai. Nhưng ở nhiều nơi, dịp tổ chức lễ hội cũng là dịp biến tướng của các dịch vụ đi kèm, làm nảy sinh những hiện tượng vốn không có trong truyền thống như dâng cúng xa hoa, lạm dụng vàng mã, đầu tư kinh phí lớn mà kém hiệu quả, hay sa đà phô trương thanh thế, lợi dụng để trục lợi. Theo Nghị định số 110 năm 2018 của Chính phủ, lễ hội phải được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, theo đúng bản chất, ý nghĩa lịch sử, văn hóa, nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn và phải được đăng ký trước khi tổ chức. Lẽ thường, muốn giữ gìn được di sản, phải nhận diện rõ những giá trị truyền thống của nông thôn trong không gian văn hóa đang biến đổi hàng ngày. Và sâu xa hơn nữa là vị trí của đơn vị làng trong việc hình thành nền văn hóa Việt Nam. Nhiều chuyên gia văn hóa nhận định, hiểu được làng Việt là có trong tay cơ sở tối thiểu và cần thiết để tìm hiểu xã hội Việt nói riêng và xã hội Việt Nam nói chung trong sức năng động lịch sử của nó. Tiếc rằng, cái cơ sở tối thiểu và cần thiết ấy lại đang bị bỏ quên ở nhiều nơi. Thưa quý vị và các bạn, toàn tỉnh Hải Dương hiện có 19 tuyến đê với tổng chiều dài gần 374 km. Do số km đê dài, lực lượng mỏng khiến nhiều hộ dân đã lợi dụng xây dựng các công trình trái phép trong phạm vi bảo vệ đê điều. Các công trình vi phạm cũng ngày càng diễn ra phức tạp, đe dọa nghiêm trọng tới sự an toàn của các tuyến đê. Để giải quyết tình trạng này, ngoài sự vào cuộc của các ngành chức năng, cần có sự vào cuộc tích cực của chính quyền các địa phương. Chi cục đê điều và phòng chống lụt bão tỉnh đề nghị chính quyền cơ sở cần tích cực phối hợp với cơ quan chức năng vào cuộc ngăn chặn xử lý ngay những vi phạm khi mới phát sinh. Việc xử lý cần làm đồng bộ và kiên quyết, không nể nang với tất cả các trường hợp vi phạm, tạo sự tin tưởng trong nhân dân. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành luật đê điều, nhất là đối với các hộ đang sinh sống ven đê. Chi cục cũng đã đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Ủy ban Nhân dân tỉnh quan tâm đầu tư vốn nâng cấp bảo dưỡng các tuyến đê, xây dựng đường bê tông hành lang chân đê nhằm tạo thuận tiện cho nhân dân trong sinh hoạt đi lại, góp phần giải quyết tình trạng lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình đê điều. Thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc thí điểm xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ sử dụng hệ thống camera, sáng nay Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp cùng các đơn vị liên quan đã có buổi làm việc rà soát các cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định. Đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông đã lắp đặt gần 300 camera tại các cửa ngõ ra vào thành phố Bắc Ninh. Những điểm giao cắt, nút giao có lượng phương tiện lớn và các khu công nghiệp, di tích, nơi công cộng trên địa bàn tỉnh. Dữ liệu camera ở các điểm này có khả năng phân tích hình ảnh, bắt bám đối tượng chuyển động, phát hiện và chụp hình kèm thông tin biển số xe. Bên cạnh đó, cổng tra cứu thông tin các phương tiện vi phạm với đầy đủ các thông số về lỗi, thời gian, địa điểm vi phạm, mức phạt cũng được đưa vào vận hành, đảm bảo tính khách quan, minh bạch. Để việc thí điểm phạt nguội tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, tại buổi làm việc, đại diện các Sở Tư pháp, Thông tin Truyền thông, Công an tỉnh, Giao thông Vận tải đã bàn thảo và thống nhất những nội dung liên quan đến đối tượng, hành vi, quy trình thẩm quyền xử phạt. Trước mắt, thí điểm xử phạt nguội tại các cửa ngõ thành phố Bắc Ninh, nơi có mật độ giao thông lớn, thường xuyên xảy ra vi phạm giao thông tại thành phố Bắc Ninh và các huyện trên địa bàn tỉnh. Các loại phương tiện bị xử lý gồm ô tô, xe máy, xe mô tô và xe máy điện. Phạm vi xử lý là các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường bộ. Xã Mỹ Thắng, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định từ lâu đã nổi tiếng với nghề may công nghiệp truyền thống, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động tại địa phương. Tuy nhiên, hầu hết các cơ sở sản xuất đều mang tính tự phát, rác thải công nghiệp không được xử lý đúng quy định đã gây ra ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân.
Nghề may công nghiệp ở Mỹ Thắng đã có khoảng 50 năm nay. Từ sản xuất nhỏ lẻ theo quy mô hộ gia đình, đến nay trên địa bàn xã đã có nhiều cơ sở sản xuất lớn, thu hút hàng nghìn lao động làm việc. Tuy nhiên do công nghệ lạc hậu nên rác thải công nghiệp được các hộ kinh doanh xả bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường. Mặc dù chính quyền xã Mỹ Thắng đã tuyên truyền và có nhiều biện pháp ngăn chặn, nhưng một số hộ vẫn lén lút xả ra môi trường. Tại bãi rác thải tập trung của xã, do chưa được đầu tư lò đốt rác nên việc xử lý rác thải của làng nghề mới chỉ dừng lại ở chôn lấp. Hàng ngày vào buổi chiều tối, người dân làng nghề Mỹ Thắng lại tiến hành đốt rác, làm khói bụi bay mù mịt. Để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường từ rác thải công nghiệp, ngoài việc chính quyền địa phương hợp tác với các công ty chuyên xử lý các rác thải công nghiệp, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thắng cần mạnh tay xử lý đối với các trường hợp cố tình vi phạm, đồng thời sớm có phương án chuyển bãi rác ra xa khu dân cư để không ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.